cứ cười về đây chả. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đấy, 15 tuổi rồi. Cháu bị từ bé à? 15 tuổi rồi dạ. 15 tuổi đó. Từ bé mình cứ vài suốt như thế. Ông đi viện hết bên họ bên kia thì suốt. Thì được mấy cháu? Được 4. Được 4 ạ. Vâng, cháu đây là thứ mấy? Thứ 3. À, cháu thứ 3, cháu tên gì? Trần Thị Hồng nữa này. À, cháu Trần Thị Hồng Lan năm nay 15 tuổi rồi và bị bại não nha. Từ khi sinh ra cho đến giờ thấy cháu như vậy đó. Không có đứng được. Chân tay này. Rồi chị bé. Chị nuôi cháu như vậy thì chị thấy sao? Vất vả không? Cũng vất vả nhưng mà nhiều lúc còn cũng quên. Không sao, quên sao? Quên còn không nghĩ đến nữa. À. Không nghĩ đến vẫn nhục lắm. Nhục là con thì khổ. Nhưng mà con cũng không thì được. Cha, con có tuổi để con xưng với cha mà đúng là được rồi, con vẫn đi viện mà con nghĩ con nhục quá đấy. À. Nhìn cháu nó thảm quá, con định bế con nhảy xuống sông nha cha. Con ấy quá thì cha xin Chúa tha tội cho con. Con chưa nói cùng ai. Cha tha tội cho con, xin Chúa tha tội cho con. Con bảo con khổ quá mà con thì khổ ít nhiều lắm. Con thì khổ nhiều ấy. Tức là con thì khổ ít mà con của con thì phải đau khổ nhiều. Nhiều lúc con không đi làm được, con cũng nghĩ tủi thân ấy chứ. Thôi con bảo chứ thôi con chết đi cả anh mẹ con thì khỏi khổ cả mọi người đấy. Rồi con vất vả mà con nằm suốt khổ vậy. Thôi thì bây giờ con mình nó tật nguyền như vậy, nó lại biết cần đến mình, cần đến cái tình thương của mình thì vẫn biết là đi qua cầu Điện Hồ đấy cha, con đi bùm nhờ con nhảy luôn xuống sông. Ồ. Con không nghĩ cái gì nữa. Thôi nhưng mà không làm vậy được đâu, mình không thể làm vậy được, thì rất là cảm thông với lại cái hoàn cảnh của chị. Cơ cực lắm, nuôi một đứa con bình thường đã khổ đã chết rồi con thì huống hồ gì là đứa con tật nguyền như vậy. Nhưng mà thôi thì đây là thánh giá, thánh giá chú định cho gia đình của mình thì mình hãy cố gắng. Chúa bảo là phải vác thánh giá mà theo Chúa đó, thì đây là thánh giá mà Chúa gửi đến gia đình của con, nhưng mà cũng là cái hồng ân mà Chúa gửi đến. Thì cháu nó như vậy, nhưng mà ít ra là còn cái hình cái bóng là đứa con của mình bên cạnh mình. Thì nó cần đến cái tình thương của mình. Nó là một đứa bé vô tội mà nó cũng có cái quyền được sống. Thì sống hay chết đó là do Chúa. Mình không có được làm cắt đi cái quyền sống của cháu nhá. Trong cái lúc mà cùng cực, trong cái lúc mà khó khăn đó thì nghĩ đến Chúa, thì kêu xin với Chúa ban sức mạnh cho mình, ban ơn chữa lành cho con của mình, chứ không phải là nghĩ quẩn rồi là bế con nhảy xuống sông hay nhảy cầu hay cái gì đó là không được nhá. Cháu nó vô tội, nó không có, nó không đáng phải chết như vậy đâu nhá. Thì chị hãy ngước nhìn lên Chúa rồi kêu xin với Chúa ban sức mạnh cho mình, ban ơn chữa lành cho cháu nhá. Vâng. Thì vất vả lắm, hy sinh nhiều lắm, nhưng mà người mẹ đó thì thương đến đứa con của mình nhá. Cháu nó vô tội, nó cũng cần được sống như bao đứa trẻ khác, cần được yêu thương, cần được nâng đỡ, cần được săn sóc. Thì chính vì gia đình của chị khó khăn như vậy cho nên là hôm nay tôi trên tòa giám mục về đây để thăm cháu, thì cũng rất là chia sẻ cái nỗi đau của chị, cái sự cơ cực của chị.
thì chúng tôi về đây thì cũng có ít gạo cho cháu nhá, với lại ít tiền để cho cháu nhá. Rồi con cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mẹ của con nhé, để cho mẹ của con có đủ sức để mà nuôi con nhé. Đó, nó vâng đó. Rồi dâng những cái hy sinh đó cho Chúa để cầu nguyện, để xin Chúa xin mẹ ban ơn lành cho chị, để chị có thêm sức khỏe, thêm nghị lực để vác thánh giá để theo chân Chúa mỗi ngày nhé. Rồi một lần nữa cháu tên gì nhỉ? Trần Thị Hồng Lan. Trần Thị Hồng Lan, năm nay 15 tuổi. Con của chị tên gì? Dạ. Mẹ tên gì? Cháu ạ. Con tên là Đỗ Thị Mát. Chị Đỗ Thị Mát, thưa quý vị, đây chị Đỗ Thị Mát. Có đứa con tàn tật đã 15 năm nay rồi, thì không có đi làm được cái gì cả, và cháu thì cứ khô khóc vậy thôi. Và bao nhiêu lần nghĩ quẩn, bao nhiêu lần thấy cuộc sống nó cơ cực bế tắc, cho nên là chị cũng nghĩ quẩn, nhưng mà tạ ơn Chúa là mẹ con vẫn được bình an và rất cần đến sự nâng đỡ của tất cả mọi người. Thì xin quý vị hãy thương giúp đỡ cho cháu nhỏ ở đây, cho mẹ của cháu bớt đi cái sự cơ cực, cái sự vất vả, để rồi chị tiếp tục chị sống để nuôi con của mình. Rất cần sự nâng đỡ, sự giúp đỡ của mọi người. 5 đồng, 10 đồng, 5 nghìn, 10 nghìn, bao nhiêu cũng quý cả. Xin quý vị hãy thương để giúp đỡ cho hai mẹ con bất hạnh này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với tôi là Linh Mục Phao Lô Nguyễn Văn Thường, số 50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Số 50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại là 0975 369 436, 0975 369 436. Xin mọi người hãy thương giúp đỡ gia đình của chị ở đây. Thưa quý vị, tôi là Linh Mục Phao Lô Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ủy ban Bác Ái Caritas của Giáo phận Thanh Hóa. Hôm nay một lần nữa tôi quay trở lại gia đình của chị Đỗ Thị Mát tại Giáo họ Tân Ân Giáo xứ Phước Nam, thuộc xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để đi thăm lại hai mẹ con. Thì cách đây vài tuần thì tôi có đến thăm gia đình của chị Đỗ Thị Mát và có cháu đây là Trần Thị Hồng Lan, năm nay 15 tuổi, nhưng mà trong suốt 15 năm qua thì cháu bị bệnh bại não, cho nên là chân tay co quắp như vậy. Thì hôm trước chúng tôi đến thăm gia đình thì cũng được nghe những cái lời tâm sự của chị Mát ở đây là mẹ của cháu. Sau những năm tháng vất vả nuôi con thì chị cũng có nhiều lúc cũng cảm thấy buồn tủi cho cái thân phận của mình, cho nên là như lần trước chị chia sẻ, đã có những hôm mà chị muốn chị ôm con để chị nhảy xong để rồi hai mẹ con cùng chết, thì đó là chị nghĩ đó là cái cách mà giải thoát cho con của chị, bởi vì chị không thể chịu được khi mà thấy cái cảnh con của chị mới chịu đau khổ như vậy, cho nên là có những lúc mà quẫn bách quá, cho nên chị cảm thấy sống ngày nào đó là phải chứng kiến cái sự đau đớn của con cái như vậy, cho nên là chị không chịu được, nên là chị có ý định chọn đến cái cách mà dễ dàng nhất, đó là ôm con nhảy cầu, nhảy xong để rồi cả hai mẹ con được giải thoát. Nhưng mà tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ hai mẹ con vẫn bình an cho đến ngày hôm nay. Chị Mát đây. Một lần nữa chị giới thiệu sơ qua về đứa con của mình, bệnh tật, sự cơ cực trong việc nuôi con. Đang còn xúc động. Không sao. Hôm nay chị cảm thấy như thế nào? Thấy vui, thương đến mẹ con mình, đến
Con xin mọi người giúp con đỡ thất vọng, con cảm ơn cha và mọi người. Thì lần trước chị chia sẻ đó thì cha cũng đã khuyên chị đó, đứa con của mình đó là thập giá, nhưng mà thập giá này là một cái hồng ân, một cái món quà mà Chúa trao tặng cho chị. Biết bao nhiêu những gia đình hai vợ chồng đó thì xây dựng gia đình với nhau thì cũng mong muốn có một đứa con, cho dù là đứa con nó không có được bình thường nhưng mà nó cũng có da có thịt, nó cũng là xương thịt máu mủ của mình, nó cũng có hình có hài để rồi được mình được ôm ấp, mình được hy sinh, được chăm sóc, thì đó là cũng là một cái món quà cho bố mẹ rồi. Thì cho nên là con của chị ở đây mặc dù nó không có giống như con người ta, không được giống như con người ta, nhưng mà ít ra nó cũng là có nhân vị của một con người, thì cháu cũng có quyền được sống, được yêu thương, được chăm sóc vỗ về. Cho nên là chị hãy coi cháu đây như là một cái món quà mà Chúa ban tặng cho chị. Những đứa khác, đứa con bình thường khác thì nó lớn lên thì nó sẽ rời bố mẹ để nó có cái cuộc sống riêng, nhưng mà cháu ở đây thì không bao giờ nó rời bố mẹ ra, luôn luôn ở bên cạnh mình, nó phải dựa vào mình, nó phải cần đến mình, thì cứ nghĩ đến cái đó thôi thì chị luôn luôn là có con bên cạnh rồi. Thì đó là cái mà động viên, cái nguồn an ủi cho chị nhá. Đừng bao giờ mình có cái ý nghĩ mà giống như hôm trước chị chia sẻ đó là ôm con mà nhảy sông nhảy cầu nữa nhá. Cái quyền đó là để cho Chúa, còn chị hãy biết trân trọng những gì mà Chúa ban cho mình qua đứa con tật nguyền này nhá. Rồi thì hôm nay tôi đến đây với mẹ con của chị thì cũng mang theo cái tình thương, cái sự quan tâm, sự giúp đỡ của rất rất là nhiều người. Sau khi mà thấy được cái dòng nước mắt của chị, nghe được cái tiếng khóc của chị, thấy được cái hình hài của cháu, thì mọi người cũng đã rất là thương, cho nên đã giúp đỡ một cách rất là nhiệt tình cho gia đình của chị. Cho nên hôm nay tôi đến với chị cũng đem theo cái món quà của ân nhân tặng cho mẹ con chị nhé. Đây là những người đã giúp đỡ cho gia đình của chị đây. Bạn Ngọc, tức là Facebook bạn Ngọc đó, chủ của trang fanpage Tình Yêu Của Chúa, giúp cho chị là 4 triệu đồng. Rồi chị Tường ở bên Mỹ là giúp 2 triệu. Chị Mai ở Tân Việt, Tân Phú ở trong Sài Gòn đó là 1 triệu 500 nghìn đồng. Chị Tươi ở Bảo Lộc là em của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đó, em gái của Đức Cha Cường, Đức Cha của Giáo Phận đó, là giúp cho chị là 2 triệu đồng. Chị Trần Thị Thu Sương ở Đà Nẵng là 500 nghìn đồng. Nguyễn Văn Niệm ở Giáo sứ Phúc Nhạc Ninh Bình là 500 nghìn đồng. Chị Teresa Nguyễn là 500 nghìn đồng. Cô Xuân là em của Cha Hóa ở thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ là giúp 100 đô la. Ryan Thúc Đỗ cũng ở thành phố Harrisburg, Pennsylvania là 100 đô la. Cô Liên ở New York, Hoa Kỳ giúp 100 đô la. Anh Tâm ở bên Đức giúp 100 euro. Ngoài ra còn có quà của cô Khiêm Hồ Đeo, chị Nguyễn Thị Dậu bên Na Uy, cũng như một số người khác nữa. Thì số tiền giúp cho mẹ con của chị rất là lớn. Tôi đây cái phong bì nó dày cộp đây này. Đấy. Thì hơn 20 triệu đồng ở trong đây. Thì tôi trao cho mẹ con của chị nhé. Rồi chị có đôi lời cùng với quý ân nhân là giúp đỡ cho gia đình của chị. Con xin cảm ơn cha trước, rồi là mọi người giúp đỡ mẹ con cũng cho con đỡ gánh nặng đi. Con xin cảm ơn mọi người. Đó thì bình thường thì tôi kêu gọi cũng rất là khó, nhưng mà riêng trường hợp của chị đó thì sau khi mà đưa cái video clip của chị lần trước rồi đến thăm gia đình chị đó thì cũng rất là nhiều người đã thương đến hoàn cảnh của chị, cho nên đã giúp chị một cái số tiền rất là lớn đó. Thì đây là cái tấm lòng của mọi người. Rồi qua cái món quà này thì mọi người cũng muốn gửi tới chị cái lời cầu chúc cho những gì tốt đẹp nhất, chúc cho mẹ con của chị có nhiều sức khỏe, chúc cho cháu được ơn chữa lành, và đặc biệt chúc cho chị có thêm cái nghị lực
thêm lòng can đảm và nhất là thêm cái lòng tin tưởng cậy trông phó thác vào Chúa để rồi chị tiếp tục chị chăm sóc cho đứa con tật nguyền của chị nhé. Rồi tôi xin thay mặt cho mẹ con của chị Mát ở đây xin hết lòng cảm ơn tất cả quý ân nhân đã thương giúp đỡ cho mẹ con của chị, đó là bạn Ngọc, chị Tường, chị Mai, chị Tươi, chị Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Văn Niệm, Teresa Nguyễn, cô Xuân, Ryan Thúc Đỗ, cô Liên, anh Tâm, cô Khiêm, chị Dậu và nhiều những các ân nhân khác nữa. Thì xin Chúa là đấng nhân lành trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân và xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con của chị Mát ở đây để cho cháu được ơn chữa lành, cho chị Mát được đủ sức khỏe, đủ ơn Chúa, đủ nghị lực để tiếp tục chăm sóc đứa con tật nguyền của mình. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!